Chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá Thụy Sĩ. Và điểm đến đầu tiên của mình là Geneva. Mình đã khởi hành từ Toulouse vào buổi chiều. Trên máy bay có thể ngắm được cảnh hoàng hôn rất là xinh đẹp. Và khách sạn mình ở tại Geneva là B&B Hotel Geneva Airport. Thì khách sạn này chỉ cách sân bay Geneva khoảng 2 cây số, và có bus của khách sạn cũng như là bus của thành phố rất là tiện để mà đi về khách sạn. Thì như mọi người thấy ở đây thì cơ sở vật chất ở trong khách sạn khá tốt. Nó là khách sạn khoảng 3 sao. Thì giá cả ở Thụy Sĩ là khá đắt. Mà mình thuê khách sạn này thì chỉ có 80 euro một đêm thôi. Thì mình đánh giá là rẻ so với lại chất lượng của nó. Tuy là khách sạn không nằm ở trung tâm thành phố, nhưng mà nó nằm rất là gần bến tram và di chuyển trực tiếp lên trung tâm thành phố. Thì mình đã tham quan Pont de Marchin, cây cầu mái, địa điểm nổi tiếng đặc trưng của Geneva, là nhìn ngắm cái Jetdo. Jetdo còn gọi là vòi phun nước, thì là một trong những điểm tham quan không thể bỏ lỡ khi đến thăm thành phố xinh đẹp Geneva. Nó có chiều cao ấn tượng, cái nước phun lên đến 140 m, và là một công trình kỹ thuật tuyệt vời, biểu tượng của sức sống và tinh thần hiện đại của Geneva. Thì Jetdo ban đầu được xây dựng vào năm 1886 với mục đích kỹ thuật là nhằm giảm áp lực nước từ hệ thống thủy lực của thành phố. Tuy nhiên, với vẻ đẹp hùng vĩ của nó thì nó đã trở thành một điểm nhấn thu hút du khách và được chuyển đổi thành công trình trang trí. Đến năm 1891 thì Jetdo được di chuyển đến vị trí hiện tại là tại bến cảng Geneva, nơi mà mỗi ngày thì hàng nghìn lít nước được phun lên trên không trung với tốc độ đáng kinh ngạc, tạo nên khung cảnh đầy mê hoặc. Như mọi người thấy ở đây thì Pont de Marchin, cây cầu mái nằm ngay giữa lòng sông Khôn, thì không chỉ là một cây cầu đơn thuần mà nó còn gắn kết trên một cái hòn đảo nhỏ bé. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 19, ban đầu là nơi đặt các máy bơm nước cung cấp nguồn nước sạch cho toàn bộ thành phố Geneva, và cũng là khởi nguồn cho hệ thống cấp nước tiên tiến, giúp Geneva trở thành một trong những thành phố hiện đại nhất châu Âu thời bấy giờ. Và ngày nay thì cái khu vực này còn gọi là In the Machine, là đảo mái, được cải tạo trở thành một không gian văn hóa sôi động, nơi có thể tìm thấy những triển lãm nghệ thuật độc đáo, sự kiện văn hóa hấp dẫn, cũng như là một không gian thư giãn lý tưởng ngay giữa trung tâm thành phố. Rời khỏi Pont de Marchin, hướng về phía nhà thờ trung tâm của Geneva, thì mình sẽ đi qua khu phố cổ của Geneva và ngắm nhìn những cái kiến trúc pha trộn giữa nét đẹp cổ điển lẫn hiện đại ở thành phố này. Nhà thờ Geneva, Cathedral de Geneva hay là nhà thờ Saint-Pierre nằm trên đỉnh đồi tại khu phố cổ, nên đường lên đó là khá dốc, khó đi đối với là những người chân yếu. Và cái công trình này thì được xây dựng từ thế kỷ thứ 12, mang trong mình vẻ đẹp uy nghiêm của kiến trúc Gothic và Romanesque, với những cây trột cổ cao vút và những khung cửa sổ kính màu tuyệt đẹp. Thì điểm đặc biệt của nhà thờ này
chính là phản ánh những thay đổi mở rộng qua các thời kỳ lịch sử của Geneva. Còn ở đây còn nổi tiếng với vai trò là trung tâm của phong trào cải cách tinh lành ở Geneva dưới sự dẫn dắt của nhà thần học Jean Calvin vào thế kỷ thứ 16. Tại đây, chúng ta có thể khám phá chiếc ghế gỗ đơn sơ mà Calvin từng sử dụng, cũng như là bước vào không gian cổ kính của nhà thờ, nơi bạn sẽ cảm nhận được một không khí trang nghiêm và lịch sử sâu lắng. Ngoài ra thì bước ra bên ngoài thì mình có thể tham quan với khoảng không từ trên cao nhìn xuống thành phố Geneva. Từ Cathedral de Genève, chúng mình có thể đi xuôi dọc theo những cầu thang xuống dốc qua khu phố cổ của Genève và đi dần về hướng Jardin des Anglais, hay còn được gọi là vườn Anh Quốc. Thì khu vườn Jardin des Anglais, vườn Anh Quốc này nằm bên bờ hồ Le Mans, hay là bờ hồ Le Mans thì rất là rộng, và ở trong thành phố Geneva mình gọi nó là hồ Geneva vậy. Và đây, khu vườn này là một nơi lý tưởng để thư giãn và được xây dựng vào thế kỷ thứ 19, mang phong cách cổ điển với những con đường mòn uốn lượn giữa các hàng xanh tươi, những bồn hoa rực rỡ sắc màu. Và điểm nổi bật nhất của cái khu vườn này chính là Horloge Fleurie, tức là đồng hồ hoa. Thì đáng tiếc là lúc mình đến thì nó đang trong giai đoạn sửa chữa. Nếu không thì mọi người sẽ thấy nó sẽ hoạt động rất là chính xác, để hiện cái biểu tượng đồng hồ sáng tạo chính xác của Thụy Sĩ. Chắc làm gian hàng để bán mà hôm nay không có bán. Đến với Jardin des Anglais ở đây thì mọi người sẽ thấy là có khá nhiều những chiếc du thuyền nhỏ đi dọc theo hồ Le Mans để tham quan hồ cũng như là dùng bữa trên hồ. Thì mình đến đây để băng qua cây cầu Pont de Montblanche để mà đi qua phía bên kia, thì sẽ đón một chiếc du thuyền đi từ thành phố Geneva dọc theo hồ Le Mans tới tận Lausanne, là một thành phố cũng khá nổi tiếng của Thụy Sĩ. Nhưng mà nếu mà mình đi suốt cái hành trình như vậy thì phải mất tới 4 tiếng đi trên cái chiếc tàu thuyền qua cái hồ Le Mans này. Thì cảnh thì sẽ rất là đẹp nhưng mà mất nhiều thời gian. Trong khi nếu mà mình đi xe lửa từ Geneva tới Lausanne thì chỉ mất khoảng 40 phút thôi. Nói đến giao thông công cộng ở Thụy Sĩ thì mọi thứ rất là thuận tiện, thích hợp cho du lịch tự túc. Và mọi người có thể mua vé tiết kiệm, như là mọi người hay nói là vé đi Thụy Sĩ, toàn bộ Thụy Sĩ vé tàu trong vòng mấy ngày đó, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày. Còn nếu không thì có thể mua 7 day pass, tức là vé đi tùy thích tất cả các phương tiện giao thông ở Thụy Sĩ, giao thông công cộng, không bao gồm cáp treo lên những cái đỉnh núi trượt tuyết như là Schönfurt. Thì mình mua cái vé ngày, mình có thể đi được cả những cái chuyến du thuyền như vậy. Thì ví dụ như cái chuyến du thuyền đi dọc cái hồ Le Mans, nếu mà mua vé bình thường thì cũng khoảng hơn 30 euro, trong khi mua vé ngày như vậy thì khoảng 59 euro nếu mà mua sớm được vé rẻ. Nên mình thấy là mua vé ngày là khá tiện, mình có thể lên xuống tham quan bất cứ thành phố nào tùy thích. Du thuyền mình đi dọc Lac Le Mans được điều hành bởi công ty Segen, thành lập vào năm 1873. Thì ngày nay công ty này vẫn duy trì vận hành những du thuyền lịch sử lâu đời từ thế kỷ thứ 19, chạy bằng động cơ hơi nước
và ngoài ra còn có các tàu hiện đại sử dụng động cơ diesel, thì nó cung cấp dịch vụ di chuyển ngắm cảnh trên hồ cũng như là phục vụ những cái bữa ăn trưa hoặc là ăn tối. Thì trên hành trình này thì mình có thể chiêm ngưỡng, ngắm nhìn những cảnh quan tuyệt đẹp trải dài từ Geneva đến các thị trấn ven hồ như Montreux, Lausanne và thậm chí là đi về Pháp. Thì mỗi con tàu của CGN là một bảo tàng di động mà mình có thể tìm hiểu về quá khứ, sự phát triển của vùng đất này. Nào, hãy cùng mình lên bon tàu và khám phá vẻ đẹp của Loch Lomond nhé. Đi dạo trên hồ thì mình có thể thấy là nước hồ rất là xanh, phản chiếu bầu trời và ngắm nhìn những đàn thiên nga bơi lội, khung cảnh khá lãng mạn. Thay vì di chuyển 4 tiếng trên tàu từ Geneva đến Lausanne, mình quyết định là sẽ xuống tàu giữa chừng ở thành phố tên là Nyon, nơi có lâu đài tên là lâu đài Nyon nằm ngay gần bờ hồ. Thì nó có nhiều di sản La Mã và cái hành trình của mình đi từ Lausanne đến Nyon thì chỉ khoảng 2 tiếng và qua một số thị trấn như là Vaux-sur-Oise nổi tiếng với truyền thống làm sô-cô-la và tiếp đến là Coppet là một thị trấn nhỏ đầy quyến rũ với lâu đài Coppet lịch sử, nơi cư trú của gia đình Necker là một gia tộc ảnh hưởng lớn trong lịch sử của Thụy Sĩ. Và sau Coppet thì du thuyền sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến các làng ven hồ như Mies, Tenay, nơi nổi bật với những khung cảnh bình yên, những ngôi nhà cổ kính và vườn nho trải dài. Đây sẽ là những điểm dừng chân tuyệt vời nếu mà muốn tận hưởng không khí trong lành, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Cuối cùng thì đến Lyon là một thị trấn nhỏ thôi, nhưng mà nổi tiếng với di sản La Mã như mà mình đã giới thiệu. Thì mọi người hãy cùng mình khám phá cái hành trình ven hồ này nhé.
Nyon là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, nằm bên bờ hồ Le Mans, cách Geneva khoảng 25 km về phía đông bắc. Và nó nằm ở vùng Vaud, thuộc khu vực Thụy Sĩ nói tiếng Pháp cũng như là Geneva. Tới tận Montreux, Luzon thì đều nói tiếng Pháp. Thì thị trấn tọa lạc ở bên bờ phía tây của hồ Le Mans, với cảnh quan tuyệt đẹp nhìn ra hồ cũng như là dãy núi Jura ở phía xa. Thị trấn này có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ thời kỳ La Mã, được biết đến với cái tên là Colonia Julia Escatris, được thành lập vào khoảng năm 46 trước công nguyên dưới thời Julius Caesar. Thì Nyon từng là một thuộc địa quan trọng của La Mã, và mọi người có thể tham quan những cái di tích La Mã như nhà hát cổ, cột đá La Mã rải rác khắp thị trấn. Và điểm nổi bật ở đây chính là lâu đài Nyon, được xây dựng vào thế kỷ thứ 13, là biểu tượng của thị trấn, nằm trên một ngọn đồi có thể nhìn ra hồ Le Mans. Và lâu đài này vẫn còn trưng bày những hiện vật từ thời kỳ La Mã cho tới hiện đại. Như mọi người thấy ở đây là đứng từ trên lâu đài nhìn xuống là có thể thấy được cảnh quan bao quát của vùng Nyon khá xinh đẹp. Mình dừng chân ở Nyon để nghỉ ngơi ăn trưa, và sau đó thì bắt tàu đi tiếp đến Montreux, là một thành phố nằm ở gần như là điểm cuối của bờ hồ Le Mans. Khi mình nói tàu ở đây có nghĩa là bắt tiếp xe lửa để di chuyển tới Montreux. Và như mọi người thấy thì qua cửa kính của xe lửa có thể nhìn thấy được cảnh quan tuyệt đẹp của bờ hồ Le Mans, cũng như là bên đường thì phía bên tay phải là sẽ thấy được những cái ruộng nho, giống người ta trồng nho, những lâu đài sản xuất rượu vang. Montreux nằm ở phía đông hồ Le Mans và được bao quanh bởi dãy núi Alpes với hồ Le Mans xanh biếc, và nơi đây được mệnh danh là viên ngọc của Thụy Sĩ, khí hậu ôn hòa. Điểm nhấn độc đáo của Montreux là quảng đường ngôi sao tôn vinh những nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng góp phần vào sự phát triển của Montreux Festival. Montreux Festival thì thường được tổ chức vào tháng 7, là một trong những lễ hội âm nhạc hàng đầu thế giới, thu hút nhiều người hâm mộ, hàng ngàn người hâm mộ và những nghệ sĩ danh tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ là nơi tổ chức nhạc jazz, còn thể hiện nhiều loại âm nhạc khác nhau, từ rock, pop, blues, hip hop. Cảnh quan ở Montreux thì khá là xinh đẹp, thơ mộng, kết hợp với những luống hoa rực rỡ sắc màu bên cạnh bờ hồ xanh biếc, bầu trời xanh cũng như là dãy núi Alpes xa xa. Và trên hồ thì thỉnh thoảng còn có những con thiên nga tung tăng bơi lội, rất là thú vị. Thank you.
Tình cờ ngày hôm đó mình đến Montreux tham quan thì có bắt gặp một nghệ sĩ múa rối đường phố thì trình diễn màn thổi bong bóng xà phòng với con rối, cũng là nhìn khá là thú vị và vui nhộn, cũng khá nhiều trẻ em ngồi xung quanh để mà theo dõi cái màn trình diễn của ông. Với cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng cũng như là khí hậu ôn hòa thì Montreux trong thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20 trở thành điểm đến yêu thích của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lord Byron, Fyodor Dostoevsky cũng như là Sadi Sata. Sự hiện diện của những nhân vật nổi tiếng này đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và văn hóa của Montreux. Trong số các nghệ sĩ nổi tiếng thì Freddie Mercury là được đặt tượng đài lớn tại Montreux. Đây là giọng ca chính của ban nhạc Queen, đã dành nhiều thời gian sống tại Montreux và yêu mến vùng đất này đến mức ông gọi đó là thiên đường của tôi. Như mọi người thấy ở đây thì nước ở hồ ở Montreux ở đây rất là trong và có rất là nhiều người xuống bơi lội tắm ở đây. Cảnh rất là đẹp. Nếu mà có thời gian thì mình cũng muốn thử xuống tắm xem như thế nào. Tiếc rằng là không có thời gian vì tiếp đó thì mình di chuyển tới Lausanne, là một thành phố nổi tiếng khác của Thụy Sĩ. Do trụ sở chính của Ủy ban Olympic Thế giới được đặt tại Lausanne nên nơi đây còn được gọi là thủ đô Olympic. Và mọi người thấy thì thành phố khá là xinh đẹp, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Điểm nổi bật ở Lausanne phải kể đến nhà thờ Cathedral de Lausanne, được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 và hoàn thành vào thế kỷ thứ 13, là một kiệt tác kiến trúc Gothic. Đây là nhà thờ lớn nhất ở Thụy Sĩ và biểu tượng tôn giáo lịch sử của cả thành phố. Thì Cathedral nổi bật với mái vòm cao vút, cửa sổ kính màu tuyệt đẹp và có tháp chuông tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố cũng như là hồ Le Mans. Điểm đặc biệt của thánh đường Lausanne nơi đây và nhiều nhà thờ khác ở Thụy Sĩ là không đặt tượng Chúa Giêsu trên cây thập giá. Điều này bắt nguồn từ sự ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cải cách tinh lành vào thế kỷ thứ 16. Khi mà phong trào này lan rộng khắp Thụy Sĩ, thì các nhà thờ tinh lành đã loại bỏ hình tượng trang trí mang tính thờ phượng, bao gồm tượng Chúa Giêsu, nhằm tập trung vào lời giảng và sự thờ phượng tinh khiết, không bị ảnh hưởng bởi những biểu tượng vật chất. Do đó, nhiều nhà thờ Lausanne và các vùng khác ở Thụy Sĩ theo truyền thống tinh lành đã giữ cái lối kiến trúc đơn giản trang nghiêm này, tập trung vào giáo lý hơn là biểu tượng hình ảnh. Thì bước ra bên ngoài của nhà thờ thì mọi người có thể nhìn thấy cảnh quan của toàn thành phố Lausanne từ trên cao nhìn xuống khá là đẹp. Thank you.
Đến đây thì video đã dài nên mình xin phép dừng hành trình khám phá Thụy Sĩ và sẽ giới thiệu phần tiếp theo trong video kế tiếp nhé.